Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV và chào mừng quý vị đến với chương trình Tất Đất Tất Vàng ngày hôm nay và sự trở lại với anh Kevin Huỳnh từ công ty H&A Realty tại San Diego. Chào anh Kevin. Kevin kính chào quý vị, em chào chị Vân Anh. Vâng, thưa quý vị, chương trình Tất Đất Tất Vàng của VNTV với sự thực hiện của anh Kevin Huỳnh, anh là broker chuyên viên địa ốc từ công ty H&A Realty và anh Bình Trần, anh là chuyên viên cho vay mượn tiền mua nhà cũng như là cơ sở thương mại. Ngày hôm nay thì anh Bình vắng mặt vì có công tác ở xa. Tuy nhiên ngày hôm nay thì anh Kevin sẽ trở lại để nói chuyện tiếp với quý vị. Lần trước thì anh có nói về cái đề tài gọi là home inspection phải không anh? Dạ đúng rồi. Khi mà chúng ta mua một căn nhà và đến cái giai đoạn cần một cái người tới để gọi là inspector đến để xem xét rất là chi tiết, xem trong căn nhà của mình nó bị những cái lỗi nào mà mắt mình không có nhìn thấy phải không anh? Dạ đúng rồi. Dạ. Như vậy thì sau giai đoạn đó thì đến giai đoạn gì? Thì sau giai đoạn mà mình làm inspection xong rồi mình sẽ thương lượng giá cả. Và giá cả là sao? Thí dụ mình cái người mà inspector kiếm được cái lỗi là đắt tiền, là nhiều tiền thì mình sẽ negotiate với cái người bán. Một là cho mình tiền, hai là mình sẽ người ta sẽ sửa cho mình. Thì sau, tức là có lợi cho mình hả anh ha? Có lợi lắm. Sau khi mà hai bên đã thỏa thuận nhau thì cái mức cái next step là mình sẽ liên lạc với anh Bình Trần. Liên lạc với anh Bình Trần nữa. Anh không có mặt ở đây mà sao ai cũng liên lạc. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa anh Bình Trần là một người làm việc rất là mật thiết với lại anh Kevin, và anh Bình Trần là chuyên viên cho vay mượn tiền mua nhà. Chúng tôi có số điện thoại trên màn ảnh để quý vị có thể gọi cho anh Bình Trần. Thì mình liên lạc anh Bình Trần, anh Bình để ảnh sẽ order cái appraisal, thì sẽ định cái đó là định giá nhà. Và người mua nhà chúng ta phải trả cái chi phí cho cái appraisal đó phải không anh? Dạ đúng rồi, dạ chị. Và cái người appraisal mà anh Bình sẽ giới thiệu đó phải là từ anh Bình hay là cái người mua nhà họ có tự kiếm cho họ được không anh? Thì cái đó là thường thường á, là bên nhà băng người ta sẽ order một cái process rồi sẽ đưa ra cho người third party để người ta làm cái appraisal, chứ anh Bình với người mua á, là không có liên lạc với người đó được. Đó là cái luật. Thì cái người trong cái giai đoạn mà appraisal đó anh, thì cái người chuyên viên đó họ tới để họ định giá căn nhà của mình phải không anh? Dạ đúng rồi, dạ. Tại sao cái giai đoạn rất cần thiết? Thì nhà băng nó đứng ra là mượn tiền, cho chị mượn tiền thì cũng có biết là có cái value mình có mượn được không? Có đúng giá cho người ta mua cái nhà đó không? Đúng giá cho nó mượn, cái risk nó cao không? Đúng nó biết rồi. Không? Biết. Nhà băng cho chúng ta mượn tiền, mượn 500.000 để mua căn nhà đó. Yeah, đúng rồi. Mà họ không biết là cái giá trị của căn nhà đó có đúng hay đúng không thì nhiều khi là sẽ lỗ. Cho nên họ gửi một người chuyên viên đến để xem định giá căn nhà này coi có đúng là như vậy hay không. Đúng, và thường thường là sau khi họ định giá thì có gì trục trặc không anh? Thì cũng đôi khi cái giá nó hơi chênh lệch nhiều quá. Thì cái người, that's why mới có người appraisal nó ra. Thí dụ cái người bán thì đòi giá cao quá. Mà người ta ra định giá thì không, cái người appraiser đó ra định giá thì không đúng cái giá đó, thì hai bên phải thương lượng một lần thương nữa. Thương lượng một lần nữa. Cái chi phí để mình làm cái appraisal này có cao không anh? Thì khoảng từ 400 đến 595 đồng. Và người mua nhà trả cho cái chi phí đó. Người mua nhà phải trả cái chi phí đó, đúng. Và sau khi cái giai đoạn appraisal xong rồi mà cái người mua nhà vì một cái lý do gì đó mà muốn back out thì cái giai đoạn đó có back out được không anh? Còn được. Người mua nhà được 21 ngày để có any reason to back out. Vâng, thưa quý vị, như vậy để cho chúng ta thấy rằng cái những cái giai đoạn, những cái step để mà chúng ta mua một căn nhà rất là quan trọng. Và khi một người chuyên viên địa ốc giống như anh Kevin Huỳnh ở đây hướng dẫn thì chúng ta sẽ dễ dàng hơn, phải không anh? Chúng ta mua một căn nhà ở nhiều khi cả đời mấy chục năm thì chúng ta không có phải hối tiếc về sau này. Dạ vâng. Và thưa quý vị, một lần nữa anh Kevin Huỳnh, anh là chuyên viên địa ốc và anh là broker, thưa quý vị, có văn phòng ngay tại đường Babo, trung tâm của San Diego của chúng ta. Cho nên một lần nữa quý vị có tất cả những cái thắc mắc gì mà mình anh biết là trong mùa hè này mọi người muốn đổi nhà thì gọi cho anh Kevin rất là nhiều. Và một lần nữa chúng tôi có số điện thoại của anh và cái số của văn phòng là 858-384-2198 và số điện thoại trực tiếp là cell phone của anh đó là 619-788-6988. Anh Kevin,
Trước khi chia tay, anh có thể, cái mình có thể chia sẻ một chút xíu là anh thấy là ngày hôm nay khi mà anh bán nhà hoặc là mua nhà cho khách hàng, anh thấy có khác hơn những năm về trước mà anh làm không? Thì mấy năm trước đó thì rất là khác. Tại vì năm nay bắt đầu cái listing đó, là cái người mà bán nhà nó ít đi. Ít đi thì nó làm cái công việc của em rất là khó hơn mấy năm ngoái. Nhưng mà không phải mình mua không được, miễn là mình prepare, mình chuẩn bị đàng hoàng, mình sẽ mua được căn nhà rất tốt đẹp. Và thưa quý vị, Vân Anh được anh Kevin chia sẻ là ngày hôm nay với cái sự tiến bộ của kỹ thuật, technology, thì quý vị cũng có thể text cho anh Kevin, gọi điện thoại cho anh Kevin hoặc là email bất cứ lúc nào, và anh sẽ trả lời cho quý vị sớm nhất tại hôm anh. Tại vì ngày hôm nay anh có thể đang đi công tác ở Las Vegas cũng có thể giúp cho quý vị được. Đúng. Chứ không có phải là nhất định là anh phải ở San Diego hoặc là ở văn phòng mới giúp quý vị được. Cho nên một lần nữa, quý vị có tất cả những nhu cầu, những thắc mắc gì về mua nhà, bán nhà, cơ sở thương mại anh cũng có bán luôn cả mà. Dạ vâng. Thì quý vị một lần nữa xin gọi cho anh Kevin Huỳnh, số điện thoại là 858-384-2198 và số điện thoại direct phone tức là cell phone của anh 619-788-6988. Quý khách cũng có thể text cho anh được phải không? Được. Dạ vâng. Hỏi bất cứ câu hỏi gì anh cũng trả lời. Anytime. Gỡ rối tờ lòng anh gọi mình luôn. Cũng gọi okay luôn. Vâng, cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Và một lần nữa chúng tôi có số điện thoại của anh Kevin Huỳnh và anh Bình Trần trên màn ảnh để quý vị có thể gọi cho hai anh bất cứ lúc nào để quý vị có nhu cầu về mua bán nhà cửa cũng như là bất cứ nhu cầu gì về địa ốc hoặc là quý vị có bất cứ nhu cầu gì về địa ốc, phải không anh Kevin? Dạ đúng, dạ. Anh có muốn nói lời gì? Kevin kính chào quý vị, kính chào chị Văn Anh. Dạ, xin cảm ơn quý vị.